cách bày mâm ngũ quả ngày Tết Nguyên Đán. Thưa quý vị, sau đây là cách bày mâm ngũ quả ngày Tết Nguyên Đán ở cả ba miền đất nước. Thưa quý vị, mâm ngũ quả là một phần không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền của người Việt Nam. Trước là thờ cúng tổ tiên, sau là ước mong năm mới được an khang, thịnh vượng hơn năm trước. Mỗi loại quả khi bày trên ban thờ đều có ý nghĩa riêng. Vì vậy, các gia đình cần hiểu và nắm rõ để gửi gắm ước nguyện, cầu mong của mình trong năm mới. Mâm ngũ quả gồm 5 loại quả có 5 màu sắc khác nhau. Con số 5 thể hiện ước muốn của người Việt Nam sẽ đạt ngũ phúc lâm môn, phú, quý, thọ, khang, ninh. 5 màu sắc thể hiện ý nghĩa nguồn của cải năm phương đưa về kính lên tổ tiên. Hiện có nhiều quan niệm về bày mâm ngũ quả khác nhau theo từng vùng miền. Sau đây là cách bày mâm ngũ quả ngày Tết Đinh Dậu 2017 ở cả ba miền. Đầu tiên là ngũ quả miền Bắc. Miền Bắc có khí hậu cận nhiệt đới ẩm và có đủ 4 mùa nên các loại quả có sự phong phú và đa dạng. Hầu như tất cả các loại quả đều có thể đặt lên bàn thờ, miễn sao mâm ngũ quả trông đẹp mắt là được. Tuy nhiên, 5 loại quả thường xuất hiện nhất là chuối, phật thủ hay bưởi, đào, quýt, táo. Nải chuối sẽ được đặt ở dưới cùng, ở giữa như bàn tay hứng lấy những gì tinh túy nhất. Màu xanh của chuối tượng trưng cho sự tràn trề nhựa sống của mùa xuân. Nằm trong lòng sắc xanh ấy có thể là quả bưởi hoặc quả phật thủ có sắc vàng. Lý do đặt phật thủ ở giữa vì loại quả này có 10 cánh múi trụm lên như 10 ngón tay được trưng lên bàn thờ tổ tiên với niềm hy vọng cầu mong được bàn tay Phật trời ban phúc ban lộc. Nếu không tìm được phật thủ thì có thể đặt quả bưởi vàng căng tròn, tràn đầy, hứa hẹn sự may mắn. Tiếp sau đó là 3 loại quả mang màu sắc khác nhau và tượng trưng cho những điều khác nhau. Nếu quả đào tượng trưng cho sắc hồng thể hiện sự thăng tiến thành đạt thì táo mang màu đỏ có nghĩa là phú quý, giàu sang. Màu vàng thắm của quýt hy vọng năm mới đầy may mắn và đoàn tụ. Đu đủ, sung là 2 thứ quả mà mọi người luôn muốn đặt lên bàn thờ gia tiên vào những ngày Tết, với mong muốn sự sung túc, đầy đủ sẽ đến với gia đình mình và tránh được sự khó khăn, bần hàn. Tiếp theo là ngũ quả miền Trung. Miền Trung là vùng có miền khí hậu khắc nghiệt nhất cả nước. Hàng năm xảy ra nhiều thiên tai, bão lũ, gió lào, hạn hán, lại thêm đất đai vốn cằn cỗi, gây nhiều khó khăn cho trồng trọt sản xuất. Hơn nữa, thời gian Tết thường rơi vào mùa đông khắc nghiệt nên cây trái đặc sản nơi đây rất hiếm. Người dân nơi đây quan niệm có gì cúng nấy, thành tâm dâng kính tổ tiên. Bởi thế, mầm ngũ quả mỗi nhà lại khác nhau, quả gì cũng được, miễn là tươi ngon. Các loại quả thường thấy là thanh long, chuối, dưa hấu, mãng cầu, dứa, sung, cam, quýt, vân vân. Và thứ ba, mâm ngũ quả miền Nam. Nếu như ở miền Bắc, hầu như tất cả các loại quả đều có thể bày lên bàn thờ, kể cả quả ớt mang vị cay đắng, miễn sao mâm ngũ quả trông đẹp mắt là được, thì người miền Nam lại có sự kiêng cữ. Mâm ngũ quả của họ không bao giờ có chuối, vì loại quả này tên gọi có âm giống từ chuối, thể hiện sự nguy khó. Người Nam cũng không trưng quả cam bởi câu quýt làm cam chịu. Mâm ngũ quả của người Nam thường có các loại quả mãng cầu, sung, dừa, đu đủ, xoài, là những loại quả có âm khi đọc chệch nghe như câu cầu sung vừa đủ sai, thêm 3 trái thơm làm chân đế thể hiện sự vững vàng. Đặc biệt, mâm ngũ quả của người miền Nam không thể thiếu cặp dưa hấu ruột đỏ vỏ xanh, tượng trưng cho lòng trung nghĩa và trinh tiết của người phương Nam. Ngày nay, do trái cây phong phú, nhiều loại, con cháu muốn thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà, tổ tiên, đồng thời cũng thể hiện tính trình bày thẩm mỹ, nên mâm ngũ quả ngày càng phong phú hơn. Người ta không câu nệ cứng nhắc là 5 quả nữa mà có thể bày đến 8, 9 hay thậm chí 10 quả, không kén chọn số chẵn hay lẻ. Và dù có bày nhiều hơn nhưng người ta vẫn gọi là mâm ngũ quả. Nhưng với các ý nghĩa trên nên khi bày mâm ngũ quả, người ta có những quy ước dân gian. Ví dụ, mâm ngũ quả chỉ bày quả, không đặt thêm hoa hoặc thực phẩm gì. Số lượng trên mâm ngũ quả chỉ tính loại, không tính quả. Ví dụ, chuối chỉ cần 1 nải mà không quan tâm số lượng là 15 hay 16 quả.